Ngày 19 tháng 8, tại lễ tuyên dương được tổ chức tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Vietinbank vinh dự nhận được nhiều hình thức khen thưởng từ Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương cho những thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019, công trình thanh niên làm theo lời Bác và cuộc thi thanh niên với Đảng. Theo đó, Đoàn Thanh niên Vietinbank đã tổ chức phát động tuổi trẻ toàn hệ thống triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 với nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa như trao tặng quà cho các gia đình anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, khánh thành sân chơi cho thanh thiếu nhi tại hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, khởi công sửa chữa, xây dựng mới nhà tình thương cho cựu thanh niên xung phong, đặc biệt là tổ chức chiến dịch Hãy làm sạch biển tại biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Chi đoàn cơ sở Vietinbank Tràng An đã được nhận bằng khen từ Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương cho công trình thanh niên làm theo lời Bác năm 2019 với công trình thi đua tiếp thị tài khoản số đẹp cho khách hàng cá nhân. Bên cạnh các tập thể, Vietinbank còn có nhiều gương mặt bí thư, đoàn viên thanh niên xuất sắc. Đó là đồng chí Nguyễn Thu Hà, bí thư chi đoàn quản lý hệ thống và hỗ trợ kinh doanh Vietinbank, được nhận bằng khen bí thư chi đoàn tiêu biểu khối doanh nghiệp Trung ương giai đoạn 2017-2019. Đồng chí Phạm Thị Thu Hương, chi đoàn cơ sở trung tâm quản lý tiền mặt Hải Phòng, thí sinh đã xuất sắc đạt giải 3 cuộc thi thanh niên với Đảng. Với những kết quả và thành tích đã đạt được, Đoàn Thanh niên Vietinbank sẽ tiếp tục phát huy sức trẻ, sự nhiệt huyết và tinh thần sáng tạo, phấn đấu không ngừng để đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua trong năm 2019. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.